Mai Phương kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi tổng hợp tin dịch bệnh virus Corona tối 26 tháng 5 năm 2020 của Báo Thanh Niên. Như thường lệ thì trong bản tin này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật về tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam và cả trên thế giới. Bản tin tổng hợp tối 26 tháng 5 có những thông tin đáng chú ý sau. Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam chiều 26 tháng 5. Bệnh nhân 19 đã 7 lần âm tính với COVID-19 sau 80 ngày điều trị, đủ điều kiện công bố khỏi COVID-19. Cách ly một phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Tây Ninh. Cha mẹ con gái gốc Việt tử vong vì COVID-19 trong một tuần tại Anh. Và đầu tiên, kính mời quý vị khán giả theo dõi thông tin mới nhất cập nhật tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam đến chiều 26 tháng 5. Bản tin lúc 18 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm một ca mắc mới COVID-19 là hành khách trở về từ Nga, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 327 ca bệnh. Riêng về Nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang trong tình trạng nặng, đã phải lọc máu trở lại. Bệnh nhân 327, bệnh nhân nam, 31 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ngày 13 tháng 5, bệnh nhân từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062. Sau khi nhập cảnh, được cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Thái Bình. Cùng ngày được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Ngày 25 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 26 tháng 5, xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Như vậy, đã 40 ngày, Việt Nam bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Về số người cách ly, tổng số người cách ly hiện nay là 14.739, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 54, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.379, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 2.306. Đến thời điểm này, đã có 272 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được chữa khỏi, chiếm 84% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. 55 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu là 13 ca, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình là 6 ca. Tính đến chiều 26 tháng 5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính trở lên với SARS-CoV-2. Về bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, tiểu ban điều trị cho biết bệnh nhân hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch vì còn phụ thuộc vào ECMO và nhiễm trùng phổi chưa thể khống chế được. Bệnh nhân 19 vẫn chưa phục hồi phản xạ, chưa cử động được tay chân khi đang trong quá trình giảm thuốc an thần và giảm cơ. Tình hình phổi và thận của bệnh nhân 91 vẫn còn phức tạp và chưa cải thiện được nhiều. Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân 19 sau nhiều lần nguy kịch tưởng chừng không qua khỏi thì hiện nay đã có sức khỏe ổn định, xét nghiệm 7 lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân 19 là bệnh nhân nữ, 64 tuổi, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội, vào viện ngày 6 tháng 3 năm 2020. Đây là bệnh nhân nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đến thời điểm này. Bệnh nhân 19 từng phải can thiệp thở máy xâm nhập, ECMO, từng ngừng tim trong đêm. Các bác sĩ phải cấp cứu liên tục suốt hơn 40 phút. Sau hơn 80 ngày điều trị, bệnh nhân 19 hiện tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tự thở khí phòng, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không relax. Bệnh nhân 19 xét nghiệm âm tính vào các ngày 26 tháng 3, 27 tháng 3, 29 tháng 3, 2 tháng 4, 8 tháng 4, 15 tháng 4 và 30 tháng 4. Chặng đường hồi sinh của bệnh nhân 19 vô cùng gian nan và kỳ diệu khi sau nhiều lần nguy kịch tưởng không qua khỏi, bệnh nhân 19 đã có thể vẫy tay, mỉm cười với các y bác sĩ vào hôm 11 tháng 5 vừa qua. Dự kiến vào ngày mai, bệnh nhân 19 sẽ được công bố khỏi bệnh cùng với hai trường hợp có sức khỏe hồi phục tốt là bệnh nhân 52, 24 tuổi, nữ, địa chỉ tại Hà Long, Quảng Ninh. Đây là trường hợp tái dương tính vào viện ngày 11 tháng 5 năm 2020, xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không relax, bụng mềm, không chướng. Bệnh nhân 324, 18 tuổi, nam, du học sinh Mỹ, địa chỉ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, vào viện 18 tháng 5 năm 2020, xét nghiệm 2 lần âm tính. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không ho, không sốt, tim đều, phổi không relax, bụng mềm.
Sau khi công bố khỏi bệnh, những trường hợp này sẽ được tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Ngày 24 tháng 5 năm 2020, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ghi nhận thông tin vụ người phụ nữ 30 tuổi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay lập tức. Đến 3 giờ ngày 25 tháng 5, người phụ nữ này cho kết quả âm tính với COVID-19. Người phụ nữ này cho biết 14 ngày trước khi trở về Việt Nam, cô chỉ ở trong tỉnh Phúc Kiến chứ không đi đến tỉnh nào ở Trung Quốc. Ngày 23 tháng 5, cô từ Phúc Kiến về và nhập cảnh trái phép cùng một người bạn quê Kiên Giang về Lạng Sơn. Sau đó, người bạn này đón xe 16 chỗ về sân bay Nội Bài, tiếp xúc với nhiều người nhưng không rõ thông tin. Người phụ nữ 30 tuổi này đã tiếp xúc với 26 người khi về đến nhà. Ngay trong đêm 24 tháng 5, lực lượng chức năng thị xã Trảng Bàng đã đưa cô về trung tâm y tế Trảng Bàng để cách ly, đồng thời phong tỏa hai dãy nhà trọ có người tiếp xúc gần. Theo kết quả từ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, đến chiều ngày 25 tháng 5, có 26 trường hợp tiếp xúc gần cho kết quả âm tính với COVID-19. Riêng người phụ nữ nhập cư trái phép được chuyển về K71 và tiếp tục theo dõi cách ly. Trước đó, tỉnh Tây Ninh đã có trường hợp nhập cảnh trái phép như bệnh nhân 315 nên tỉnh này đã ban hành những văn bản nhằm tăng cường, siết chặt quản lý biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở để ngăn chặn những trường hợp nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng. Tính đến nay, Tây Ninh ghi nhận 4 người nhiễm COVID-19, đó là các bệnh nhân 117, 118, 252 và 315. Hiện 3 trong số 4 bệnh nhân COVID-19 này đã được điều trị khỏi. Vừa rồi là những tin tức cập nhật về tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam. Và ở phần tiếp theo của bản tin, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất cập nhật về tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới. Đầu tiên, Mai Phương mời quý vị khán giả cập nhật về số ca nhiễm, số ca tử vong và số ca hồi phục ở những điểm nóng của đại dịch COVID-19 trên thế giới. Theo số liệu cập nhật từ Đại học Johns Hopkins, tính đến 18 giờ chiều 26 tháng 5 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã có hơn 5.512.055 ca nhiễm COVID-19 với 346.612 ca tử vong và 2.247.952 ca hồi phục. Tại Mỹ, ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, số ca nhiễm đã lên đến 1.662.768 ca. 98.223 người trong số đó đã tử vong và 379.157 ca khác đã hồi phục. Tâm chấn của đại dịch COVID-19 hiện nay đã chuyển sang khu vực Nam Mỹ và quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Brazil, đến nay đã ghi nhận 374.898 ca nhiễm và 23.473 người tử vong, cùng 153.833 ca hồi phục. Brazil là quốc gia có số ca nhiễm nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Đến nay, ổ dịch COVID-19 lớn thứ ba thế giới là nước Nga đã ghi nhận 362.342 ca nhiễm và 3.807 ca trong số đó đã tử vong, cùng 131.129 ca đã hồi phục. Nước Anh có 262.547 ca nhiễm COVID-19 và 36.996 người tử vong. Tây Ban Nha ghi nhận 235.400 người mắc COVID-19 và hơn 26.834 người tử vong, số ca hồi phục là 150.376. Ý đến nay đã có 230.158 bệnh nhân COVID-19, 32.877 người trong số đó đã tử vong và 141.981 trường hợp khác đã hồi phục. Cụ ông Joseph Ngô Văn Võ, 85 tuổi và vợ là cụ bà Huỳnh Thị Bảy, 82 tuổi, sinh sống cùng gia đình tại thành phố Worcester của Anh, đã qua đời hôm 14 tháng 5 vì bệnh COVID-19. Ngày hôm đó, con gái lớn của hai người là chị Ngô Thị Kim Chi, 50 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện, nơi bà cũng qua đời 5 ngày sau đó vì cùng nguyên nhân. Hai cụ được đưa đến bệnh viện St. Vincent vào ngày 8 tháng 5, với các triệu chứng ban đầu mà các thành viên gia đình cho là do cúm hoặc dị ứng. Ông Dominic, con trai thứ của hai nạn nhân kể lại, họ đã nắm tay nhau, bố đã qua đời trước và khoảng 90 phút sau thì mẹ tôi cũng ra đi. Tôi nghĩ rằng cha mẹ đang đưa chị gái của chúng tôi lên thiên đàng. Một người con khác của hai cụ là bà Thủy cho biết bố mẹ chị luôn ở bên nhau. Trong khi đó, bà Kim Chi là một mẹ đơn thân có con 3 tuổi, thường ở với bố mẹ, đặc biệt là trong 4 hoặc 5 năm gần đây, bà đến nhà của bố mẹ để chăm sóc khi sức khỏe hai cụ đang dần suy yếu. Bà Lindsay Ngô cho biết mỗi năm, bố mẹ và chị cả đều trở lại Việt Nam để phát gạo miễn phí cho những người khó khăn. Hai cụ trước đây cũng làm việc vất vả để chăm sóc gia đình và tặng quà từ thiện cho những người kém may mắn hay nghèo đói. Cặp vợ chồng kỷ niệm 60 năm ngày cưới vào ngày 20 tháng 4. Từ 6 tháng trước, đại gia đình đã lên kế hoạch để mọi người quay trở lại Worcester tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm vào ngày 17 tháng 5. Nhưng kế hoạch này đã mãi mãi không thành hiện thực.
Vừa rồi là những thông tin tổng hợp cho ngày về diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới. Mai Phương hy vọng quý vị vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho bản tin của Báo Thanh Niên bằng cách bấm đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên, đồng thời bấm nút chuông để nhận thông báo khi chúng tôi phát những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, Mai Phương xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.